sửa xe Limoter MT802A. Nhỏ gọn, tiện lợi và hiện đại, đó là ba tính từ để nói về chiếc máy xịt rửa Limoter MT802A. Và ngày hôm nay thì hãy đi tìm hiểu công dụng và đánh giá chất lượng của em máy này như thế nào nhé. Chiếc xe này vừa mới vượt bão từ vùng sâu vùng xa xong nên là cực kỳ bẩn luôn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần vài đường xịt thôi là chắc chắn sẽ rất sạch. Và đây, các anh có thể nhìn này ạ. Máy chất lượng hàng công ty, độ bền cao trên 7 năm, bảo hành chính hãng 12 tháng từ nhà sản xuất, bảo trì trọn đời bất kể lý do gì nên là các anh hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng sản phẩm này. Các anh có thể nhìn thấy nước phụt từ súng bắn ra của máy rất là mạnh đúng không nào? Xóa sạch hết bùn, bụi bẩn trên xe chỉ với một lần phụt như đang thao tác đây. Máy có áp lực nước tối đa là 163, công suất 2000W nên lực nước bắn ra vô cùng mạnh. Với thiết kế đầu súng thông minh, lực nước có thể điều chỉnh mạnh nhẹ một cách dễ dàng. Các anh có thể nhìn và xịt lên xe rất sạch mà không sợ xước sơn xe luôn. Máy còn có chế độ auto rất là tiện dụng luôn này. Khi các anh nhả cò ra là máy tự động nghỉ, bóp cò là máy lại tiếp tục chạy. Rất là tiện lợi đấy ạ. Mình rửa xe, sân vườn, nhà cửa, tưới hoa, tưới cây cảnh, xịt rửa các đồ đạc hay chuồng trại, phun thuốc thì chiếc máy này đều làm được hết. Limoter MT802A là chiếc máy chuẩn hàng nhập khẩu chính hãng, thế nên quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về điều này.